Xin chào anh em nhé. Hôm nay bên cơ sở em lấy giới thiệu cho anh em cái mẫu lưới úp cu gáy, cu ngói, chim cu tiểu. Thì bên cơ sở em đã ráp sẵn cho anh em hoàn chỉnh rồi. Ở cái bộ lưới thế này là bộ lưới dài 10 mét này anh em này. Bên em đã ráp sẵn cho anh em hoàn chỉnh là vào dây dườm hết, dây dườm, dây dù chống giãn anh em nhé. Thì cái lưới của bên em là dài 10 mét này. Nhuộm cho anh em là muộn màu lưới rất là đẹp luôn. Màu lưới là màu cỏ khô anh em ạ, màu cỏ khô anh em nhé. Thì bên cơ sở em thì nó đa dạng lưới lắm. Thì đây này, lưới bên em đã cắt sẵn thì đóng vào túi này, đóng vào túi hoàn chỉnh như thế này cho anh em luôn. Thì một bộ, đây là bộ hoàn chỉnh là hai cánh úp này, hai cánh úp lưới anh em nhé. Thì hai cánh úp của nó là dài 10 mét, cao 2,5 mét, mắt 8 sợi 4 nhá. Mắt 8 sợi 4 này thì loại lưới này thì mắt 8 sợi 4 đã đóng sẵn cho anh em rồi, hoàn chỉnh như thế này. Hai bộ cánh lưới để anh em về chơi. Khi anh em chơi thì anh em chỉ vào gọng xào thôi, vào gọng xào và luồn dây nữa là xong. Thì hình thức của bên cơ sở nhà em thì ship code toàn quốc đồng kiểm tra chỉ thanh toán anh em ạ. Đây, lưới thực tế đây, thực tế của bên cơ sở nhà em làm cho anh em đây. Thì đây, em test lưới này, co kéo này, không xê mắt nhé. Lưới là lưới thái anh em nhé, lưới thái nguyên cuộn bên cơ sở nhà em cắt ra, chia ra từng tấm một, đã hoàn chỉnh rồi. Đây, lưới đây, như thế này này, màu gộp lại đây, dây. Anh em bây giờ chỉ về việc vào gọng xào là xong thôi. Bên cơ sở nhà em thì đã làm cho anh em vào hết lưới rồi. Đấy, vào hết dây rồi. Hai đầu là trắng léo anh em ạ. Đây, dây của nó đây, dây đầu vào dây góc đây. Đây là đây đầu dây nhá anh em nhá. Anh em về anh em vào buộc vào cái cọng xào là xong. Đấy anh em ạ. Hình thức của bên cơ sở nhà em thì ship code toàn quốc đồng kiểm tra hàng chữ thanh toán. Thì anh em nào có nhu cầu thì anh em sẽ đặt hàng. Đây. Lưới bên nhà em rất nhiều luôn. Chỗ này là chỉ là em trưng bày thôi. Đấy. Đây, bộ hoàn chỉnh như thế này. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ đặt hàng nhé. Chào anh em nhé.